Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 22 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 10 máy bay ném bom Tu-95MS của Nga xuất kích. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng lớn sau cuộc đối đầu với phe tả kéo dài trong nhiều tháng. Điều gì xảy ra nếu Kyiv tiếp tục phản công? Tổng thống Ba Lan làm rõ chuyện ngưng gửi vũ khí cho Ukraine. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công từ 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 9, lực lượng phòng không Ukraine thông báo trên Telegram. Vào 3 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 9, Nga đã tấn công Ukraine bằng hàng loạt tên lửa hành trình phóng từ trên không, bao gồm Kh-101, Kh-555. Tổng cộng có 43 tên lửa hành trình được phóng từ 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Ngay sau khi hoạt động của máy bay Nga được ghi nhận, cảnh báo không kích đã được đưa ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố của Ukraine. Hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, các đơn vị hỏa lực cơ động của Ukraine đều được huy động để ngăn chặn cuộc tấn công. Theo báo cáo của Ukraine, Nga phóng tên lửa theo nhiều đợt, tiến hành không kích từ nhiều khu vực khác nhau, liên tục thay đổi lộ trình. Kết quả, Ukraine đã phá hủy được 36 trên tổng 43 tên lửa mà không quân Nga đã phóng ra. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko thông báo rằng một khách sạn ở Cherkasy bị phá hủy do cuộc tấn công. Thiệt hại do các mảnh vỡ tên lửa cũng được ghi nhận ở các quận Donetsk, Zolomansky, Shevchenkivsky ở Kyiv. Vào ngày 18 tháng 9, Ukraine cũng cho biết 7 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của không quân Nga đã xuất kích từ căn cứ Olenegos, tỉnh Murmansk của Nga. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng lớn sau cuộc đối đầu với phe tả kéo dài trong nhiều tháng. Quý vị thân mến, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Tuberville cho biết chiến thắng hôm thứ Tư đã buộc Schumer phải dừng các đề cử. Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville đã buộc lãnh đạo đa số Thượng viện Charles Schumer ra tay vào hôm thứ Tư, dẫn đến việc bỏ phiếu sàng cho các đề cử quân sự đã bị đình trệ trong nhiều tháng sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chuẩn bị đưa ra một cuộc bỏ phiếu kín. Tuberville tuân theo quy định của Thượng viện cho phép một thành viên thiểu số thực hiện một cuộc bỏ phiếu cloture với 16 chữ ký. Tuy nhiên, sau khi Schumer nhận được đơn thỉnh cầu hôm thứ Tư, ông đã thay đổi hướng đi và chọn bỏ qua Tuberville, tiến hành trực tiếp đến sàn bỏ phiếu trên sàn. Ông Tuberville nói với Fox News Digital trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm. Bây giờ, người dân Mỹ có thể thấy họ có thể làm được điều đó và hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục làm điều đó vì tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình về nhóm dù chỉ một lần. Do đó, Thượng viện đã xác nhận tướng Charles C.Q. Brown giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và sẽ tiếp tục bỏ phiếu về hai đề cử nữa vào thứ Năm. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vẫn kiên quyết tăng số phiếu bầu cho từng thành viên. Nhưng Tuberville cho biết động thái của ông cho mọi người thấy rằng Đảng Dân Chủ lẽ ra có thể bỏ phiếu cho từng đề cử một. Schumer nói hôm thứ Tư, đó không phải là con đường mà đại đa số thượng nghị sĩ ở hai bên lối đi muốn đi, nhưng thượng nghị sĩ Tuberville đang buộc chúng tôi phải đối đầu trực tiếp với sự cản trở của ông ấy. Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi 300 người được đề cử vẫn đang trong tình trạng lấp lửng bởi ông Tuberville đã giữ 6 tháng đối với chính sách phá thai của ngũ giác đài, vốn bao gồm một số chi phí cho quân nhân đang tìm cách phá thai. Ông Tuberville nhận ra rằng chính sách phá thai có thể không bao giờ thay đổi khi các cuộc bỏ phiếu đang diễn ra, nhưng họ sẽ nghe nhiều về nó từ nay đến tháng 11 năm sau. Ông nói, chúng tôi đang chuẩn bị bước vào một năm bầu cử và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện điều đó. Việc tạm dừng bắt đầu từ tháng 2 đã giúp cho ông có thêm thời gian để xem xét kỹ hơn lý lịch của một số ứng cử viên này. Điều này đã gây ra những mối quan ngại sâu sắc. Vào thời điểm đó, văn phòng của ông Tuberville đã chỉ ra một bài báo của đại tá Ben Johnson, một trong những người được Biden đề cử, đăng trên tờ Air Force Times vào tháng 7 năm 2020. Trong đó, Johnson liệt kê các ví dụ về điều mà ông gọi là sự phòng thủ của người da trắng sau vụ việc cái chết của Charles Lloyd Johnson, viết rằng sự phòng thủ là phản ứng có thể đoán trước được của người da trắng đối với bất kỳ cuộc thảo luận nào về sự bất công về chủng tộc. Các đại tá da trắng cũng không ngoại lệ. Tuberville cho biết, lệnh phong tỏa kéo dài 6 tháng của ông đã mở rộng tầm mắt của rất nhiều người quanh đây về những loại tướng lĩnh và đô đốc mà chúng ta có. Ông nói, chúng ta có rất nhiều người mạnh mẽ, có trình độ cao, đã làm việc rất chăm chỉ và làm được những việc tuyệt vời cho người dân Mỹ ở đất nước của chúng ta. Nhưng có một số vừa mới tiến lên mà không làm được gì khác ngoài việc thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Tuberville nói thêm, quân đội của chúng tôi không phải là nơi sử dụng lao động có cơ hội bình đẳng, có là quân đội ở đây để bảo vệ công dân Mỹ. Ông Tuberville nói thêm, quân đội của chúng tôi không phải là nơi sử dụng lao động có cơ hội bình đẳng, đó là quân đội ở đây để bảo vệ cho công dân Mỹ. Điều gì xảy ra nếu Kyiv tiếp tục phản công? Thưa quý vị, theo nhà báo Mỹ Seymour Hersh, nếu quân đội Ukraine được lệnh tiếp tục phản công thì nguy cơ xảy ra binh biến. Nhận định được Seymour Hersh đưa ra khi dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ nói về diễn biến tiếp theo có thể xảy ra trên chiến trường Ukraine. Sự thật là nếu quân đội Ukraine được lệnh tiếp tục tấn công, sẽ có nguy cơ xảy ra binh biến. Những người lính không muốn thiệt mạng một cách vô ích. Thưa quý vị, ông Hersh cho biết rằng, sau nhiều tuần thương vong nặng nề và ít tiến triển, cũng như là tổn thất khủng khiếp về xe tăng và bọc thép, các đơn vị chủ lực của quân đội Ukraine dù không thông báo nhưng đã ngừng tấn công trên một số mặt trận. Nói về lý do Kyiv tiếp tục tấn công, nhà báo Mỹ cho biết, xung đột tiếp tục vì Tổng thống Zelensky nhất quyết đòi điều đó. Không có cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn tại trụ sở của ông ấy hoặc tại Tòa Bạch Ốc, dù không quan tâm đến các cuộc đàm phán nhằm để chấm dứt cuộc xung đột này. Nhà báo Mỹ còn lưu ý rằng tất cả các tuyên bố của Kyiv về cuộc phản công thành công đều thiếu trung thực. Quân đội Ukraine chỉ giành được những mảnh đất rải rác và tốc độ tiến quân của họ được đo bằng mét mỗi tuần. Tổng thống Nga Putin vào tuần trước ước tính rằng Ukraine đã mất 71.000 binh sĩ kể từ tháng 6. Ông Putin nói, ngay bây giờ, chúng tôi sẽ không nói liệu đó có phải là thất bại hay không, nhưng không có kết quả rõ ràng nào. Ngoài những tổn thất khủng khiếp về nhân lực, Ukraine còn mất hàng trăm xe tăng, xe bọc thép trong hơn 4 tháng qua, bao gồm hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực do NATO chế tạo như Leopard 1, Leopard 2 và Challenger 2. Mỹ và các đồng minh đã cam kết viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo hơn 175 tỷ đô cho Ukraine để thúc đẩy nền kinh tế nước này và duy trì của máy chiến tranh tiếp tục hoạt động. Trong khi các quan chức của phương Tây, bao gồm cả người đứng đầu đối ngoại EU Joseph Borrell, thừa nhận rằng Kyiv sẽ chỉ tồn tại tính bằng ngày nếu phương Tây ngừng viện trợ. Tại Mỹ, ngày càng có nhiều thành viên thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện tìm cách thách thức nguồn chi tiêu không đáy của chính quyền Mỹ cho Ukraine. Vào hôm ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ thông báo rằng ông sẽ không đồng ý hỗ trợ thêm cho Kyiv và cho biết ông có câu hỏi dành cho Tổng thống Zelensky, người đã đến Mỹ để gặp ông Biden và tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ông McCarthy cho biết, trách nhiệm với số tiền chúng tôi đã đưa ra là gì? Kế hoạch để giành chiến thắng là gì? Tôi nghĩ đó là điều người dân Mỹ muốn biết. Tổng thống Ba Lan làm rõ chuyện ngưng gửi vũ khí cho Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Ba Lan Duda làm rõ rằng tuyên bố trước đó của ông về việc Ba Lan sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine đã bị hiểu sai. Vào ngày 21 tháng 9, một ngày sau tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Morawiecki nói rằng Warsaw sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda liền phản bác lại rằng nhận xét của Thủ tướng Morawiecki đã bị hiểu sai. Vào ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Morawiecki đã gây bất ngờ khi tuyên bố Ba Lan sẽ không chuyển giao vũ khí cho Ukraine vì Ba Lan cần trang bị vũ khí cho chính mình. Động thái gây chú ý khi nó diễn ra sau loạt diễn biến căng thẳng giữa Warsaw và Kyiv liên quan đến việc Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Giải thích điều này với một kênh truyền hình Ba Lan, Tổng thống Duda cho rằng lời nói của ông Morawiecki đã bị diễn giải sai trầm trọng. Theo ý kiến của tôi, Thủ tướng muốn nói rằng Ba Lan sẽ không chuyển cho Ukraine loại vũ khí mới mà chúng tôi hiện đang mua vì chúng tôi cần hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Khi chúng tôi nhận được vũ khí mới từ Mỹ và Hàn Quốc, chúng tôi sẽ chuyển giao những vũ khí cũ mà quân đội Ba Lan đang sử dụng cho nước khác, có thể là Ukraine, ông Duda nói thêm. Ba Lan cũng cam kết sẽ thực hiện các thỏa thuận cung cấp vũ khí đã ký với Ukraine. Theo người phát ngôn chính phủ Ba Lan, ông Piotr Smoler, Ba Lan sẽ thực hiện việc giao đạn dược và vũ khí đã thỏa thuận trước đó, bao gồm cả những khoản phát sinh từ các hợp đồng đã ký với Ukraine. Ba Lan là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Ukraine kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Warsaw đã liên tục viện trợ vũ khí và là nơi trung chuyển các vũ khí mà Mỹ và đồng minh gửi cho Kiev. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng tiếp đón khoảng 1 triệu người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước láng giềng bùng lên do lệnh cấm nhập khẩu của Ba Lan. Slovakia và Hungary với ngũ cốc Ukraine vào ngày 15 tháng 9 khiến cho Ukraine nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Vào ngày 19 tháng 9, khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine đã chỉ trích một số nước châu Âu vì lệnh cấm trên, động thái khiến cho Ba Lan triệu tập đại sứ Ukraine tại Warsaw. Ngày 21 tháng 9, Ukraine cho biết hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về tranh chấp ngũ cốc trong những ngày tới và cho biết hai nước vẫn có mối quan hệ thân thiết. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.